Sốc với những thói xấu của người Trung Quốc hiện đại, người lấy dầu ăn từ ống cống. Giữa dòng đời hối hả, những câu chuyện từ bi hài đến phẫn nộ vẫn đang xảy ra ngày càng nhiều giữa phố phường Trung Quốc. Với những cảnh tượng dưới đây, chắc chắn sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên khi nhận ra rằng đạo đức con người đã suy thoái đáng sợ đến mức nào. Phẫn nộ, người đàn ông phương Tây phát hiện hai người Trung Quốc lấy dầu ăn từ cống nước thải. Ngày 9 tháng 8, một đoạn video gây sốc đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trong clip, một người đàn ông phương Tây đang đi dạo trên đường phố Trung Quốc thì bất ngờ phát hiện hai người Trung Quốc, một nam một nữ đang múc từng gáo dầu ăn bẩn trong một cống nước thải để đem về chế biến. Khi thấy người đàn ông phương Tây, người phụ nữ lập tức nói: "Không được quay, không được quay." Trước cảnh tượng kinh hoàng này, người đàn ông phương Tây đã nổi cơn thịnh nộ và hét lên bằng tiếng Trung rằng: "Các người có thể cho người ta ăn loại dầu ăn này sao? Các người lấy dầu từ đây rồi cho người ta ăn? Khốn nạn, các người quá xấu xa và tàn ác."你就是特别恶心的事。你吹的，我不知道中国的怪怎么，我不知道中国的条例吗？这是特别恶心的事。你吹的，我不在乎。哎，因为去。你可以给人吃这样的油，处你妈！我希望你明天死。我这个倒了。你是垃圾。来，你们处处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 
Look! You see that? Taman Tong Chili Naja Yo? So I could get in sure. Hey, can't hunt. Oh, yeah, oh, hey, oh. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, 太快了. 不能给你看, 是什么吃好, 太快了。 我特别喜欢中国, 智勇的人, 他们是垃圾, 他们不是中国人, 他们不是中国人, 他们就是猴子, 是猴子是狗。 Không dừng ghế trên tàu điện ngầm, cô gái bị cụ ông dí gậy vào vùng nhạy cảm. Trên một chuyến tàu điện, một cụ ông đang hung hăng tỏ tiếng với cô gái. Vì tàu quá đông ghế ngồi đã hết, ông muốn cô nhường chỗ nhưng bị từ chối. Quá tức giận, ông thô lỗ quát: "Tôi nói cô có thể nhường ghế cho tôi không? Có bệnh hả?" Không chỉ lớn tiếng, ông lão còn dùng tay chỉ thẳng vào mặt, ấn vào miệng cô gái. Bức xúc trước sự ngang ngược của ông, cô gái tuyên bố sẽ nhường ghế cho người khác, nhưng nhất định không nhường cho ông, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Ông lão liền dùng gậy của mình hung hăng huýt liên tục vào giữa hai chân cô gái, đẩy cô sang hai bên để ép buộc nhường ghế. Mặc những hành khách trên tàu ngăn cản, ông vẫn bất chấp kéo cô gái ra khỏi ghế. Cô gái dường như đã bị chạm đến giới hạn, liền khẳng định sẽ báo cảnh sát, kiện ông tội quấy rối. Người đàn ông sau đó đã bị bắt giữ hành chính. Trước sự việc này, có người cho rằng hành động của ông cụ bị bắt là đúng, nhưng cũng có người cho rằng cô gái không nhường ghế là sai trước. Còn bạn nghĩ thế nào? Người đàn ông giả vờ bị đụng xe, ăn vạ đòi tiền trên đường phố Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8, một đoạn clip đã ghi lại được cảnh tượng đầy bi hài trên đường phố Trung Quốc. Trong clip, một tài xế đang lái xe, thì bất ngờ một người đàn ông lớn tuổi đã tiến tới trước xe, rồi nằm ngã lăn xuống đất dù chiếc xe chưa hề chạm vào ông ta.
Các cư dân mạng cho biết, lái xe đã đi rất chậm và dừng lại vì đoán trước được thủ đoạn của người đàn ông là muốn mượn cớ đụng xe để ăn vạ đòi tiền. Và khi kế hoạch bất thành, ông ta đành nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Vẫn biết rằng những cảnh tượng gây sốc trên chỉ là cá biệt, nhưng ngày càng nhiều những sự việc như vậy đã diễn ra, chính là dấu hiệu đáng báo động về sự sa đọa đạo đức của con người. Trước những sự việc này, mong rằng chúng ta không chỉ đứng nhìn và thở dài, mà sẽ tự soi xét vào nội tâm. Đạo đức xã hội sẽ nâng lên chỉ khi con người hành xử đúng mực và giữ được nội tâm lương thiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.